mình ha. Thì hôm nay nhà vườn em tiếp tục lên giao lưu với quý cô chú anh chị mình một số mặt hàng cây nha. Thì hôm nay nhà vườn em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là một cái lô khế siêu trái nha. Thì lô này là có 10 cây nha cô chú anh chị, thì đồng giá là 300k. Anh em bao ship cả cây ha. Bao ship luôn nha. Đây. Cái đùm trái này cô chú anh chị mình phải thấy ha. Khế này ghép tầm 2 năm mà nó rất là già, đây là cái chậu ghép già. Khế siêu trái này anh chị nuôi nó cũng biết mà. Trái nó nhiều với nó sinh trái và nó lâu lớn. Trời ơi. Nói chung là tái yên tâm đi, nó lặt mạch xỉu luôn anh chứ không bao giờ hết tái. Tái thì nó cũng nhiều nhưng mà tại tụi em sợ còn hơi cưng mấy cây, sợ si nên là lặt để ít ha. Nhưng mà trong khi cái quá trình vận chuyển thì có thể cái tái này sẽ bị rụng nha cô chú anh chị. Chị em chơi dùng khế hiểu mà, 2-3 bữa hết. Mười cái này đang hớt lá gì là khoảng 10 bữa sau là lú bông ra tái nữa. Đó, cây thì gốc già to nha cô chú anh chị. Cây lùng gốc già lùng lực ha. Em ghép được 2 năm rồi. Đây cái sẹo đây nó cuốn rất là tốt nha cô chú anh chị. Đó cũng rất là tốt ha. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số của cây khế mã số 1 này ha. Đây tổng hoành gốc ở đây là 16 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao là 25. Đó, khuôn tán ngang là 35 nha. Thì mã số 1 này em giao lưu với quý cô chú anh chị mình là 300k ha. Bên em bao ship luôn nha. Rồi em sẽ cho cô chú anh chị mình xem tổng quan một vòng nữa. Rồi em sẽ lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Cây rất là già nha. Rồi em lên tiếp mã số 2 nha cô chú anh chị. Mã số 2 cũng là một cây khế siêu trái ha. Đây, cây này thì gốc nó cũng lùng lực đó nha cô chú anh chị. Đó, cũng nở cũ ha. Rồi em xây tổng quan cho cô chú anh chị mình xem ha. Đó thì cái cây này nó chưa có trái nha. Nhưng mà về hôm nó cũng ra trái à. Dòng này nó xiên trái lắm nha cô chú anh chị. Đây, cái dạng xương bên trên này ha. Đó, tụi em điều hướng hết rồi ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đo thông số của mã số 2 cho cô chú anh chị mình xem ha. Theo nó cuốn gần hết rồi. Ghép. Cây già lắm. Cây già. Đây. Thì cái hoành gốc, ở đây là 14 nha cô chú anh chị. 14,5 tới 14 này ha. Chiều cao của cây, chiều cao là 22. Khuôn tán ngang là 35 nha. Thì mã số 2 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k nha. Anh em bao ship luôn ha. Rồi em sẽ xây một vòng nữa cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 3 nha cô chú anh chị. Mã số 3 cũng là một cây khế siêu trái luồng lực ha. Đây, gốc khá to ha. Đây em quay cho cô chú anh chị mình xem một vòng cái tổng quan của cây ha. Đây, thì cái vàng xương bên trên tụi em cũng điều hướng cho nó rồi ha. Đó, này về cô chú anh chị mình có thể thay lên chậu khác nha. Rồi bây giờ em cho cô chú anh chị xem mặt sẹo nha. Đây, cái này cũng cuốn khá tốt rồi ha. Đó, này bên em nuôi lâu rồi nha. Cây rất là già ha. Dòng này nó xiên trái lắm nha cô chú anh chị, khế siêu trái ha. Rồi em sẽ đo thông số cây cho cô chú anh chị mình xem nha. Đây, hoành gốc ở đây là 15 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao là 21. Khuôn tán ngang là 35 nha. Thì mã số 3 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Anh em bao ship luôn ha. Đây thì em xây một vòng nữa rồi em cho cô chú anh chị mình xem tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ lên tiếp mã số 4 ha. Rồi em lên tiếp mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 cũng là một cây khế siêu trái nha. Này, thì cây cũng gốc cũng khá to ha. Thì đa số cái lô này là toàn là cây lùng lực không nha cô chú anh chị. Đó, cây gốc lùng lực không ha. Khế siêu trái, cây rất là già nha. Thì về mình chăm thời gian nữa lá nó đơm ra đầy nó cũng ra hoa cái trái nữa nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ cho cô chú anh chị mình xem những chi cành tụi em nó điều hướng hết rồi ha. Đó, khi chờ lá nó đơm ra thì bắt đầu nó bung lọc nó ra hoa, nó có hoa có trái thôi nha. Rồi em sẽ đo thông số của mã số 4 này nha. Đây hoành gốc ở đây là 16 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao là 28. Khuôn tán ngang là 27 nha. Thì mã số 4 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Bên em bao ship luôn ha. Rồi em sẽ xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem rồi em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Em lên tiếp mã số 5 nha cô chú anh chị. Mã số 5 cũng là một cái siêu trái ha. Thì cây này tái quá tí luôn nha cô chú anh chị. Nó xiên trái lắm, nếu mà trong quá trình vận chuyển nó có rụng thì anh chị em đừng buồn, vài bữa vậy cái cuốn này nè, trong mà này là 10 bữa sau lại ra bông ra tái tiếp ạ. Siêu trái rồi. Trái phải đặt bỏ bớt á. Rồi em sẽ xây cho cô chú anh chị em xem tổng quan một vòng ha. Đây, trên đây cũng có tái luôn nha.
này vô chậu mình để vàng là tái nó ra đồ rất là đẹp ha. Rồi em cho cô chú anh chị xem vàng phơm thì em điều hướng hết rồi ha, không dám nghiêng mạnh nha cô chú anh chị, sợ tái nó bị đung đưa. Rồi em sẽ đo hồng số của mã số 5 này nha. Đây hoành gốc ở đây là 14 nha cô chú anh chị. Chiều cao, chiều cao của cây là 21. Full tán ngang, full tán ngang là 23 nha cô chú anh chị. Thì mã số 5 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Và bên em bao ship luôn ha. Cây rất là duyên, với lại là trái rất là nhiều ha. Rồi em xây một vòng nữa thì em lên tiếp cái mã số 6 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 6 nha cô chú anh chị. Mã số 6 cũng là một cây khế siêu trái nha. Thì cây này cũng đang cho trái nha cô chú anh chị. Đó, đang cho trái luôn ha. Đó, cây này cái phơm nó đều hướng ra phơm tam giác ha. Nó hơi kính hơn mấy cây kia ha. Đó, rồi em sẽ cho cô chú anh chị mình xem cái dàn xương thì em đã điều hướng này ha. Đó, tầm thời gian nữa nó sẽ bung lọt ra, nó kính tàn nha cô chú anh chị. Rồi em sẽ báo thông số của mã số 6 này ha. Thì đây cái hoành gốc, hoành gốc ở đây là 14 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao là 21 nha. Đó, full tán ngang là 38 nha cô chú anh chị. Thì mã số 6 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Ở bên em bao ship luôn cho mình luôn ha. Rồi em sẽ xây một vòng nữa rồi em lên tiếp cái mã số 7 nha cô chú anh chị. Em lên tiếp mã số 7 nha cô chú anh chị. Mã số 7 là một cây khế chua, khế siêu trái nhầm nha. Trái. Đang cho trái cho hoa luôn nha cô chú anh chị. Cây này cây già nó tái bông nó xiên dữ giống xiên. Quá tí luôn rồi. Này gì nếu mà nhiều quá quý cô chú anh chị nó hơi lãi bớt nha. Nó bớt xi cây, cái trái nhiều thì nó cũng xi cây ha. Rồi, em sẽ đo hồng số của mã số 7 nha cô chú anh chị. Em quên cho cô chú anh chị xem vàng phơm. Đây, vàng phơm đây. Đấy, chùm tái đã. Bông nữa. Trái nó chùm chùm này chùm nhỏ, nó có những chùm nó bự nó dài lê thê luôn. Rồi em sẽ đo hồng số nha. Hoành gốc ở đây là 17 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao là 23. Ở full tán ngang là 39 nha. Thì mã số 7 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Bên em bao ship cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi em sẽ xây một vòng nữa rồi em lên tiếp mã số 8 nha cô chú anh chị. Em lên tiếp mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 8 cây này cũng đang cho hoa cho trái luôn nha. Đây. Đó. Em xây một vòng cho cô chú anh chị xem tổng quan ha. Tái nó chùm vậy nè, hồng dài xuống. Cây rất là duyên nha cô chú anh chị. Chè bẻ tái chấm thịt luộc ăn cũng lời nữa cô chú anh chị. Đây cái vàng xương thì sửa kỹ. Đó. Đưa ra phơm hết rồi ha. Này giờ mình chỉ cần chờ cho lá nó đơm đầy lên á là kính tàn nha cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ đo hồng số của mã số 8 nha. Này, hoành gốc, hoành gốc ở đây. Ta đo trên đây đi ha. Hoành gốc ở đây là 10 nha cô chú anh chị. Chưa đo cũ à, cũ khỏi đo luôn. Chiều cao của cây. Chiều cao là 22. Đó, full tán ngang. Full tán ngang là 39 nha cô chú anh chị. Thì mã số 8 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Ở bên em bao ship luôn ha. Rồi, em sẽ xây một vòng cho cô chú anh chị mình xem, mời em lên tiếp cái mã số 9 nha cô chú anh chị. Rồi, em lên tiếp mã số 9 nha cô chú anh chị. Mã 9 cây này rất là duyên nha cô chú anh chị. Đây. Mình thấy đường thân nó rất là đẹp ha. Đó. Rồi em xây một vòng cho cô chú anh chị em xem tổng quan của cây ha. Thì cái dàn phơm tụi em điều hướng cũng đi theo cái hướng phơm tam giác nha cô chú anh chị. Vì mình chỉ cần để cho phơm nó ra ấm lại là cây nó chín tàn rồi ha. Đây, dàn xương bên trên này ha. Đó, rồi em sẽ đo thông số của em xây một vòng nữa đi. Em sẽ đo thông số của mã số 9 cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi. Mình sẽ đo thông số ha. Đây, hoành gốc ở đây là 17 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây. Chiều cao là 26. Đó, full tán ngang. Full tán ngang là 33 nha. Thì mã số 9 này em cũng giao lưu ý với cô chú anh chị mình là 300k luôn nha. Anh em bao ship luôn ha. Rồi em sẽ xây một vòng nữa thì em lên tiếp cái mã số 10 nha cô chú anh chị. Rồi em lên tiếp mã số 10 nha cô chú anh chị. Mã số 10 cũng là một cây khế siêu trái nha. Cây cũng lùng lực ha. Cây này gốc khá to nha. Đó, thì vàng xương tụi em đã điều hướng ra cái phơm tam giác hết rồi ha. Này cho cô chú anh chị một xem vàng xương nha. À, vàng xương tụi em cũng điều hướng ra phơm rồi ha. Mình về mình nuôi thêm thời gian nữa thì phơm nó sẽ ấm lại nha. Rồi em sẽ đo thông số của mã số 10 nha cô chú anh chị. Đây.
cái hoành gốc ở đây là 21 nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây, chiều cao là 30 ha, tán ngang là 34 nha. Thì mã số 10 này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình là 300k ha, bên em bao ship luôn nha. Thì mã số 10 này cũng là mã cuối cùng của video bên em ngày hôm nay ha. Thì em cũng cảm ơn quý cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi video của anh em nha. Nếu như quý cô chú anh chị mình có yêu thích kênh thì bấm đăng ký ủng hộ giúp em ha. Xin cảm ơn rất là nhiều ạ.